Cái củ cải này, nhắc tới cái củ cải này mình mới nhớ. Có một lần mình đi ăn xôi ở bên quận 5 á, mà khu quận 5 là khu người Hoa. Cái xong mình ăn xôi bên đó, cái người ta có những cái cái nhìn như thịt á, nhưng mà nó sợi 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 này, màu nâu 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 nè. Cái xong mình hỏi thì người ta mới bảo đó là củ cải. Xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Như là tiêu đề các bạn đã thấy thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem món này nè. Cái này gọi là bún ốc liễu châu. Đây, cái gói bún như thế này, như một số shop thì sẽ ghi là bún ốc liễu châu, còn một số shop sẽ là liễu châu. Nhưng mà sau khi mình coi lại rồi á, thì liễu châu đó là một địa danh của Trung Quốc. Cái địa danh này nè, nó nổi tiếng với rất là nhiều món, nhưng mà trong đó có một món gọi là bún ốc. Ở liễu châu thì các món ăn sẽ được chế biến từ ốc vô cùng phong phú. Có món sẽ để cả vỏ, có món thì bỏ vỏ, có món thì luộc, món thì xào, nói chung là rất đa dạng. Và cái món bún ốc này nè được miêu tả là vừa thơm vừa cay, ăn rất ngon miệng, hình thành nên một nét văn hóa độc đáo về các món ăn chế biến từ ốc. Lúc đầu mình cũng nhầm, mình tưởng đây là gói bún ốc của chị Lý Tử Thất, nhưng mà không phải. Nhưng mà mình cũng mong là mình sẽ có một trải nghiệm tốt với cái món này nè. Như thường lệ thì chúng ta sẽ Google và tất cả những thứ ở trên này để mình có thể đảm bảo được là những cái gì đó mà mình ăn á, mình đưa nó vào người mình phải biết nó là gì, mình phải có trách nhiệm với những thứ mà mình đưa vào miệng của mình ấy. Có một cái hàng chữ nhỏ ở đây, chữ ở đó là: trong việc lựa chọn nguyên liệu, chúng tôi lựa chọn nghiêm ngặt các nguyên liệu tốt nhất, lành mạnh và bổ dưỡng, là sản phẩm được ưa chuộng nhất. Có một dòng miêu tả rằng vị nó chua cay và nó thật sự rất là tươi mới. Khối lượng của nó đây, 305g. Thành phần thì nó có những cái hình minh họa ở dưới luôn nè các bạn. Thì mình đấy nó sẽ là ốc nè. Cái này có thể là măng, đậu phụng, một loại rau nào đó. Cái này giống như là tàu hũ kia chiên lên á, rồi nước chấm nè. Ở góc bên này nè của sản phẩm thì chúng ta sẽ có tên sản phẩm, khối lượng tình, có giấy chứng nhận sản xuất nè. Ngày sản xuất nó ghi là xem văn phòng mã hóa, có thể là xem trên bao bì á. Dạ, lát mình xem thử. Thời hạn sử dụng là 180 ngày ở nhiệt độ phòng, có nghĩa là 6 tháng kể từ ngày sản xuất nha. Có cách bảo quản nè, đơn vị sản xuất, địa chỉ, trang web, có công ty, địa chỉ đó, cái kiểu. Ở đây mình sẽ xem qua một chút về thành phần của nó, thì sẽ bao gồm gạo 55%, bột ngô là 42.5%, một cái loại phụ liệu nào đó. Ở đây đó, mình đoán là trong này nó sẽ có nhiều những cái thành phần này được đóng thành nhiều cái gói khác nhau, và trong này mỗi cái đầu dòng nó sẽ là những cái nguyên liệu có trong một cái gói đó. Lát nữa mình xem có đúng không nha. Chúng ta có một cái bảng gọi là bảng thành phần dinh dưỡng ở đây, thì sẽ chia làm hai cột, đó là gói bún khô và gói gia vị. Trong gói bún khô thì sẽ có là 1476 calorie luôn. Gói gia vị là 998, vị chi là ăn một gói này xong các bạn chỉ có 2000 calo. Hơi nhiều. Đây là cách sử dụng. Hướng dẫn sử dụng thì mình không cần đọc, mình cũng hiểu nè. Chúng ta có thể bỏ bún vô đây, nấu lên xong cắt nước, xong rồi lại nấu tiếp, rồi bỏ gia vị vô, chờ mềm rồi bỏ gia vị vô. Ngày sản xuất nó ở đây. Ngày 29 tháng 4 năm 2020, hạn sử dụng 6 tháng. Cái vỏ của nó cũng chắc chắn lắm nè. Ở dưới cái đáy bịch được hai cái lỗ, thì cái lỗ này có thể là để thoát khí. Mình sẽ bắt đầu lục ra. Đây, bên trong của nó chúng ta có một cái gói. Thơm lắm. Cái này như kiểu là mấy cái gói snack mình hay ăn á. Cái này gọi là bán đậu, hoặc là mình hay nói là tàu hũ cây á, chiên lên rồi nè. Cái này là gói miếng đó, ngon. Nhìn là cũng sẽ thấy được nó hơi dai dai một tí. Ở đây mình có một gói măng chua nè. Gửi cái mùi là có thể ngửi thấy mùi măng luôn á. Ở đây chúng ta có một gói gia vị cay nè. Như là trong mấy gói mình gói có hai gói luôn. Mình đoán cái này sẽ là gói gia vị, còn cái này là cái gói dầu cay. Nên là nếu như các bạn ăn cay được thì ăn bỏ hoặc là bỏ ít, gia giảm tùy cái khẩu vị của mình nha. Ủa, cái gói này là có ốc hả ta? Tại vì lúc mà mình có xem review qua một số loại bún ốc liễu châu khác, nói chung là cái bún ốc liễu châu này nó có rất là nhiều loại khác nhau, nên mình xem qua có một số loại thì sẽ không có gói ốc này đâu. Tại vì mình đọc bình luận các bạn kêu là ở liễu châu người ta sẽ dùng cái ốc nguyên vỏ để người ta luộc lên, lấy cái nước đó đi nấu bún, nên là những cái mà tinh túy nhất là trong cái nước, nên nó sẽ không có. Nhưng mà cái gói này lại có nè, dành cho các bạn nó thích ăn ốc. Lạc rang xem này, hết rồi. Ở trong này mình cũng không có thấy cái gói nào là chất bảo quản, có thể để đảm bảo có độ thấm thoáng nên nó sẽ có một cái lỗ ở đây nè, hai cái lỗ ở đây. Đây là món bún ốc của mình sau khi đã chế biến xong rồi nè.
cái bún này các bạn nấu lên phải tầm cỡ 10 phút á thì nó mới mềm. Sau đó thì mình sẽ bỏ hết gia vị vô nấu và bỏ cái tàu hủ kia này lên trên cùng. Đây cho mọi người xem một tí. Đẹp theo. Có một cái gói gia vị cay á, nên là nếu như mà các bạn ăn cay được thì ăn bỏ nha, còn không thì thôi. Nó sẽ khá cay mà cái mùi ốc nó khá nồng, nói chung là nó cay á. Sau khi mà đã nấu ăn xong rồi thì giai đoạn rất là khó khăn và gian khổ tiếp theo đó là ăn. Mời mọi người, mình sẽ thử qua một cái miếng này trước. Cái này gọi là tàu hủ kỳ nha, hay là ván đậu. Đây quá. Tại vì cái tàu hủ kỳ này nó ngấm với cái dầu cay rồi. Thử một miếng nước đi. Nhìn nó như là nước bún riêu của mình lắm. Cái này nếu như mà tính là so với than mà mì cay cấp độ máy á, thì nó sẽ tầm cấp độ 2. Có điều đặc biệt ở đây là cái cọng bún ở đây nó lạ lắm. Nó không có như bún của mình. Nó kiểu ăn nó dai dai mà nó sực sực. Mình cũng không biết là tại sao nó lại dai nữa, nhưng mà ăn nó lạ lắm. Nếu như mà các bạn ăn keto thì các bạn sẽ biết tới bún nưa với mì nưa đúng không? Thì nó cũng dai dai giống vậy. Cái bún nưa với mì nưa đó thì nó không ăn, nó hơi lợ lợ. Còn cái này nó có tinh bột và nó dễ hơn một chút. Nhưng mà nó cay á. Bạn nào không ăn cay được thì nhớ bỏ cái đó ra nha. Này là đậu phụng nè. Cái đậu phụng để trong cái gói nó không có còn giòn nữa. À không, do mình bỏ vô cái này nó hết giòn rồi. Thử một miếng măng đi. Măng chua. Cái này giống măng hay ăn canh chua bình thường của mình á. Có hành nữa nè. À không, cái này là cái gì nãy mình nói mình quên mất rồi. Củ cải. Nhắc tới cái củ cải này mình mới nhớ. Có một lần mình đi ăn xôi ở bên quận 5 á. Mà khu quận 5 là khu người Hoa. Cái xong mình ăn xôi bên đó, cái người ta có những cái cái nhìn như thịt á, nhưng mà nó sợi 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 này, màu nâu 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 nè. Cái xong mình hỏi thì người ta mới bảo đó là củ cải. Củ cải xong người ta bào ra rồi chế biến một cách gì đó, thì cái sợi nó sẽ nâu 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 y đúc như vậy luôn nè. Ăn chung với xôi á, ngon. Thì mình nghĩ nó cũng là một đặc trưng của bên Trung Quốc rồi. Để tìm một miếng ốc nha. Xin lỗi các bạn, cái bài hồi nãy nó không phải là ốc. Như mình đã nói hồi đó, ốc ở bên Trung Quốc á, thì có một số chỗ người ta sẽ lấy nguyên cái con ốc đó. Người ta nấu lên lấy cái nước đó đi nấu bún. Nên là nó sẽ không có con ốc như là cái bún ốc của mình. Hồi nãy á, cái bịch mà mình tưởng nó là ốc thì thật ra nó là củ cải ngâm á các bạn. Là cái nâu nâu mà nãy mình đưa các bạn chứ không có ốc. Ừ, cái món này không có ốc nha, bún ốc không có ốc. Mình nghĩ là nếu như các bạn quen với nền văn hóa của Trung Quốc thì các bạn sẽ cảm thấy không lạ lùng. Nhưng mà mình thì cảm thấy vấn đề này hơi lạ lùng. Nhưng mà cái sợi bún này ăn thực sự rất là ngon và lạ. Nên là nếu như mà các bạn có xem video này và các bạn biết là ở đâu có bán sợi bún như vậy thì chỉ cho mình nha. Quên nói mất cái phần quan trọng, giá cả của nó là mình order chung nhiều thứ lắm. Mình nhớ là tầm trên dưới 40 ngàn. Thì trên dưới 40 ngàn mà để thử ăn cái này cũng được đúng không? Thôi lâu các bạn có thể đổi vị để mình chế biến cái món này tại nhà nè. Ăn cũng được, còn hợp lý, cũng cay. Nhưng mà mình đã nói rồi đó, ngon là ngon là rẻ, thì cái phần mà bổ nó không nhiều. Chính trên cái vỏ nó cũng đã ghi á là hàm lượng calo của cái món này rất là cao nha. Một khẩu phần như vậy tới 2000 calo lận. Thì lâu lâu ăn thôi. Còn nếu như mà ăn nhiều thì sẽ béo như mình vậy. Mình nghĩ là bún ốc thì nó sẽ phải cay như vậy á. Tại vì ốc nó tanh nên là cần cái vị cay để át nó đi. Nhưng mà ăn được. Các bạn nên điều chỉnh cái gói đó tùy vào cái sở thích của mình nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa nha. Và nếu như các bạn thấy video sau của mình tốt hơn video trước thì đó là nhờ công rất lớn của các bạn. Nếu như các bạn muốn mình thử bất kỳ một món ăn nào khác thì cứ bình luận ở dưới đây. Mình sẽ cố gắng thực hiện những cái điều đó. Và cảm ơn các bạn, bye bye.
Nhớ like và đăng ký kênh của mình, bởi vì mình sẽ có video mới vào hàng tuần.